chào các bạn đã đến với kênh màn hình nhỏ Ca Cường TV hết hồn chưa? Chắc nghe tôi đọc hết hồn chứ gì ha ha, thằng Cường suối tôi nói đó ha ha. Rồi hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Ca Cường TV. Thì hôm nay Cường tiếp tục đi thăm lợn các bạn. Hôm nay thăm mười mấy cái lợn các bạn ơi. Đó thì hiện tại Cường đang ở đầu cái mương để chui vào cái lùm ở phía trước. Hôm bữa Cường có thăm đây nè các bạn. Đây, hôm bữa Cường mới gãy nha. Hết 16 cái bẫy gắn trong đây nữa. Mà giờ chạm mặt đồng nghiệp rồi nè, đồng nghiệp mới giăng lưới gắn luôn. Lưới này cỡ ba phân rưỡi nha các bạn nè, giăng dài túi túi trong đó luôn. Mà mình mới vừa đặt bẫy gắn xong rồi giờ anh giăng lưới gắn nữa mới ghê chứ. Thôi giờ ai dính trước được thì ăn nha, nó vô bẫy gắn được thì tôi bắt được, còn nó vô lưới gắn thì ông bắt được nha. Đó thì không ai đụng chạm ai là được. Rồi ok, không có linh ta linh tinh nữa, giờ Cường sẽ bắt đầu đi thăm. Trong đây có vài cái lợn các bạn. Đem thêm mấy cái chai để bỏ vô cái lợn này, hôm bữa bận rộn quá rồi. Đi đặt lợn không có để chai vô được. Để cái chai, có nhiều bạn hỏi là để cái chai nó làm cái gì á. Để cái chai cho nó nổi nha các bạn. Nó nổi cái lợn lên, lỡ mà có dính cá nhiều quá nó chạy lờ nó xúc cây thì cái lờ nó vẫn còn nổi, cá nó còn thở, nó còn sống nha. Còn mà nó không có chai là nó ngợp chết. Đây có cái lờ, ê có nhúng nhích nha, có nhúng nhích nha, đó có nhúng nhích, có nhúng nhích tới công chuyện mày rồi, nhiều không nha. Ôi ôi, một cặp cá vậy tuyệt vời nè. Đây đây, một cặp cá dày. Hốt nó liền luôn các bạn ơi. Không hốt nó sẽ làm gì giờ. Phải hốt thôi. Để Cường chỉnh camera cho nó chuẩn cái nha. Đó. Cặp cá dày luôn, quá ngon. Ý. Này, con này còn nhỏ. Con bự nè, tuyệt vời chưa các bạn, ngon chưa, đã chưa nè. Ý quay, ông ơi uống hồn à. Ê, từ từ mày xíu nó xảy ra chưa nè, hết hồn à. Đến đây đi. Rồi giờ cho cái chai vô đặt lại thôi, tiếp tục luôn các bạn ơi. Hôm qua mới bỏ bẫy gắn đây nè. Hey, chuột con ngồi trống kìa. Lần này Cường đặt bẫy gắn là không có bao nữa nha các bạn. Không có bao bì để bao lại nữa. Để trống để không gì đó, quay cho tiện. Nhìn vô cái là biết dính gắn hay không. Khỏi cần kéo ra nhìn. Nó cực lắm. Mới vô. Làm cặp cá dày rồi, ngon quá. Ấy da. Đây cái nè, nó này có bọt cá sặc nè. Rồi, ô cá sặc cả bầy luôn rồi nè. Một đống cá sặc luôn. Không dính các bạn ơi. Cho chai vô, cho nổi lên. Rồi ok. Đi tiếp luôn các bạn ơi. Cá sặc quá trời luôn, ít bữa nữa. Nó có vô cá lớn á. Để nèo đó, nó vô cá lớn. Đây cái luôn. Dính gì không? Phải có dính nha. Dính cá gì đây? Ui cá sặc. Cua ốc. Quá trời ở đây nè. Đó, đồ đồng không chứ bộ. Cái này nhỏ, tụi không có bắt các bạn. Để nó làm mồi luôn. Nhắc lại. Đó. Như thế thôi. Tiếp tục luôn các bạn ơi.
hôm nay không biết dính gì không nha. Dưới đây em qua Cường có nhét cái bẫy gắn rồi nè. Nhìn cái coi có dính không. Mới có một ngày chắc không dính đâu. Nó có bẫy nằm tút dưới đó đó các bạn. Dính Cường sẽ quay cho các bạn xem luôn. Đây, để cái lời nữa. Để cái chai xuống, thủ. Bỏ vô. Ôi, trời ơi, con cá chai vàng nó vàng nè. Nó vàng khè luôn chứ. Dây bồng bồng nó dướng quá vậy. Cường bắt con cua ra luôn nha các bạn. Để con nó cắn gách lờ hết nè. Ủa con cá chai vàng nó vàng khè luôn trời. Ngộ ta. Cá chai vàng là nó vàng à. Á da. Đó. Rồi Cường bắt mấy ra luôn các bạn. Nó dướng ngạnh đây à. Cái chai vàng này ốm. Ê, cái tay tôi đó ông dãy hoài. Hổ đâm tôi thấy mụ luôn á. Con cá này bị chích. Bị chích cong người hết trơn nè. Bị đã bị từng bị chích nè. Nó cong người nè các bạn thấy không? Đây là cái chai vàng nha. Nhìn vô các bạn đừng có nói đây là cái chai lai nha. Chai vàng đó. Vô đây. Sớm giờ cũng bộ mà nha. Giờ tôi sẽ bắt con cua này ra. Để ở đây mấy ảnh làm lũng. Lũng lợi tôi hết. Không cần bắt nữa. Tách càng nó ra các bạn. Cho nó đai. Đó. Ở đây Cường xử lý cái này. Có gì đi tiếp quay tiếp luôn nha các bạn. Chỗ này clip trước dính con cá dày bự hơn cầm tay đó các bạn. Phía này dính gì không nha. Ui. Ý, một cặp cá dày luôn. Vô cặp cá dày luôn. Trời ơi con này bự nè. Con này bự giống bữa nè. Đã. Cặp cá dày nữa các bạn ơi. Ngon ngon. Ui. Tuyệt vời ông mặt trời. Đây các bạn, bự bành trướng luôn. Chà bá luôn cho bành trướng gì. Ngon. Hết hồn. Đâu rồi. Đuổi thôi. Ý. Ý. Đây con à. Cũng trọng trọng. Rồi đặt lại luôn các bạn ơi. Tiếp luôn. Tiếp tục luôn. Ui cái lợi chạy ra đó dữ gì. Hôm bữa thăm là nó dính cá sạch dữ lắm. Cường để lại nguyên hiện trường. Ui đây sâu lắm nha các bạn. Mấy cái bả này nhìn thấy càng càng vậy chứ. Đi cái là lúng tới ngang ngực á. Ui cái lợi chạy ra đây dữ vậy. Dính còn gì. Trời ơi. Ui ui. Dính hả chưa. Một cặp cá dày. Rồi thêm con cá chai vàng nữa. Ui ui. Hèn chi nó chạy cái lời. Hủ hồn chưa các bạn. Bự nè. Khá bự luôn à. Ra đây bắt rồi. Giờ luôn. Có người các bạn. Mình không dám nói chuyện lớn. Sợ người ta nghe được cái
không phải gì mà biết cái điểm mình làm ăn rồi cái khó làm ăn lắm. Đây cụ cầm tay nữa các bạn, con cá dày cầm tay nữa nè, thấy không? Con này cũng cầm tay nữa nè, thấy không? Khu này là chùm cá dày luôn nha các bạn. Ít bữa đặt 12 cửa ngục nữa là có ghi dôi rồi gắn ghi cá rồi. Ý, nhảy hoài với bà nội cô dâu nè, tuyệt vời luôn. Đây cá chì vàng, đây nhưng mà nó hơi đen rồi các bạn, cá chì vàng nhưng mà nó hơi đen. Vô đây rồi cho nó cái chai luôn rồi đặt lại luôn các bạn. Đây tuyệt vời, cái lợn này ba con thúi quá, để có cái bẫy gắn vừa mới nhét không thể dính, dính là nằm cục đen thò lùi rồi. Đó, đặt lại các bạn. Rồi tiếp tục ở đây có một cái lợn luôn nha các bạn, cái đây nước phèn không nè, nhìn nó mua 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 ngay gốc ngã ba là con cái này. Đâu ta? À đây đây đây. Ôi trời ơi. Trời ơi. Ôi ôi con lươn bự. Ông nội ơi. À. Trời ơi nó bự. Bự khủng khiếp luôn các bạn ơi. Trời nó đã nè. Ôi con lươn bự. Tàu nó dính phèn luôn nè. Trời ơi dính lươn bự mà đang quay cái máy gầu gầu nó tự nhiên nó tắt hoài luôn, không hiểu lý do luôn. Trời ơi con quá con quá. Trời ơi con lươn nó bự này các bạn ơi. Ông nội vô nó bự. Đây nè cái cầm tay cường nè. Các bạn xem nè. Ồ nó bự khủng khiếp luôn. Lên trên con. Trời ơi. Quá bự rồi, quá khủng rồi. Ui trời ơi nó bự nè. Nè cái tay cường nè. Ôi vô nó bự. Đó cái tay cường các bạn thấy không? Nè. Ôi vàng nín luôn, bự chà bá cái tay cường cầm nè. Không hết luôn, cầm không hết luôn. Nó bự. Kinh khủng khiếp à. Để cường đặt cái camera quay cho các bạn xem nha. Hết hồn con lươn luôn các bạn ơi. Nó bự khủng khiếp nè, các bạn xem nè. Trời ơi con lươn. Lươn khủng bố thiệt chứ. Quá trời con lươn bự luôn các bạn ơi. Đi chưa, đi chưa. Con này chắc hơn cả ký à. Con này hơn cả ký các bạn. Cường bắt ra nha, để coi kìa. Nó bự cỡ nào. Dạ con lươn con, bự quá trời bự luôn. Con lươn này cỡ ký mấy á. Có bà cô đi ngang nó thấy nha. Lươn quá bự rồi. Cùng quá các bạn ơi, bắt không được, đứng chân nhớt nữa. Lươn lươn cái đầu nó găm rồi. Rồi ra các bạn ơi. Trời ơi con lươn. Lươn nó bự. Ý, nó ra, nó ra nữa. Trời ơi. Không bắt được rồi. Quá bự rồi. À da, nó trơn quá các bạn ơi. Nó không có miệng đổ, mà có miệng đổ rồi đỡ quá. Cho nó ra ngoài nè. Đó. Rồi, ok. Hết hồn của lươn. Lươn khủng. Quá trơn lươn các bạn ơi. Nó bự chưa? Hơn cùm tay cường luôn. Con lươn này hơn cùm tay cường luôn á. Ôi ôi. Đây này các bạn, thấy không? Thấy bự chưa? Quá trần luôn. Đã thì các bạn. Trời ơi, đi thăm luồng 7L này mà được con lươn cỡ này là ấm no các bạn, không cần dính nhiều loại cá luôn. Nè. Đây là con lươn, lươn rừng các bạn, lươn nước vàng là nó bự. Con này sống lâu lắm các bạn, nó già lắm, cỡ hơn ký á. Rồi, bây giờ mình sẽ để không được. Để trong giỏ thì nó trường ra. Giờ Cường sẽ điện cho bạn vô để mà lấy con này đem về để gọng cho nó sống các bạn, được rồi bán cho người ta nha các bạn. Nó giờ không dám ăn các bạn ơi, con này quá bự rồi. Nó để Cường điện bạn cái nha. Đó ghê chưa. Nè các bạn xem nè. Cái đầu nè. Ôi lưng lưng khủng trong rừng. Sống lâu năm nè các bạn, nó bự ghê không. Ghê không. Lươn quá trời bự luôn. Rồi ok, để Cường điện bạn vô lấy nha các bạn. Quá trời bự luôn các bạn ơi. Con lươn nè, hết hồn không? Bạn nó tới rồi kìa.
Đó, mới vừa điện xong. Thôi, tao dở cái lò lên tao hết hồn luôn mày. Ghê vậy, ký nhiêu hả? Ký chắc cũng 300 á. Bự không? Mày thấy bự không? Đưa cầm tay cho coi. Hết hồn chưa? Ôi ôi. Mày chắc ký mấy ngày ký à? À, mà từ đó giờ mày thấy cái này bao giờ chưa, con này bao giờ chưa? Trời ơi, không chứ đâu mà bự dữ vậy. Tao đi 7. Từ đó giờ con này là bự nhất luôn á, cỡ ký mấy á. Mà nói chắc không tin đâu, bây giờ mình căng ha. Đây là cái căng kìa. Nè, để vô túi trước đi. Cho vô túi đi Long. Đó. Trời ơi, nó bự, hết hồn bự không? Này cỡ ký rưỡi không ta? Thì chắc hơn quá. Để đi lấy cái căng, lấy cái vỏ đi Long, để đặng lấy cái vỏ coi Long. Để dịnh cho. Lấy cái túi đeo để xe kìa. Trời ơi nè, bỏ vô túi mà cái đuôi nó còn ló ra luôn nè. Ghê không? Bây giờ là mình cho nó đem về nhà gọng cho sống. Chứ để đây cái vỏ này nó trường ra được các bạn. Con này bự lắm. Nè các bạn nhìn nè, cái vỏ chân lương nè. Đó. Để vô không có xi nhê đâu. Xách 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 đi là hỏi trường đi mất luôn á. Bự vô lắm. Cái này ta đem kêu mày đem về để mà gọng đi rồi có kèo nào nó ra luôn. Chứ để đây là hồi nó trường ra mắt. À, mở cái túi ngoài này nè, có cây căn nè. Túi ngoài nữa. Ừ, đó đó. Rung quá, giờ nói hơi bị lấp bắp các bạn. Đây, coi số 0 chưa? Rồi số 0 rồi. Nè, máng cái Long. Máng căn thử rồi. Sọt vô lủng lỗ cái là được rồi. Khỏi cuộc. Giờ nó dài hơn cái túi nữa sao cuộc. Lủng luôn. Còn Long căn nè các bạn. Trời ơi, con lươn gì mà nó bự dữ trời. Cứ dở lên chơi gỡ dở lên. Không sao đâu, cứ từ từ. Còn không được thì cuộc luôn. Ờ, đỡ, máng đỡ vậy đó. Đúng rồi. Rồi. Nhiêu? Ký bà, ký ngày mấy ký bà? Ký tư, ký gửi, vậy là có ký tư à? Ký tư, ký ba. Ký hai mấy? Ký ba. Trời ơi, con này ký ba là ông nội ơi. Lương giờ kiếm 800-900 gram khó rồi các bạn. Mà cái này nó tới một ký ba là nghe các bạn. Ký 300 đi, con này đây là có 400 ngàn à. Quá tuyệt vời. Rồi ok, để căn xuống đây đi. Rồi xách về giùm tôi cái ông, tôi đi thăm tiếp. Để vỏ là nó trường ra mắt ổn lắm. Trường không? Nhét xuống cuộc lại đi. Trời ơi, con lương gì nó bự kinh khủng khiếp trời. Đó, rồi đem về chạy về giùm tôi cái đi. Gọng nhớ gọng bỏ thùng nha. Ok ok. Có kèo ra giùm nha. Đây là Long ở gần nhà sớm rồi các bạn. Nó đây là Long trả lương nè. Giờ Long trả lương về nè, đó. Rồi. Dọn đi, rồi để dẹp cho. Rồi ok, đây để Cường đặt lại cái đi thăm tới cái bãi tiếp theo luôn nha các bạn. Giờ đem con lương về thôi. Tiếp tục. Ở đây cái lời nữa các bạn ơi. Đây. Có hiện tượng nhìn nha. Ui, nó hầm. Đổ mồ hôi hán. Hư mồ hôi nách luôn. Đây. Lụm ơi à. Vô nè, bắt đầu. Trời ơi, con cá dậy nữa. Cá dậy nữa. Quá ngon luôn. Lại một em cá dậy nữa. Vô kèo rồi, bữa nay vô kèo cá dậy rồi. Ngon rồi. Quất con cá dậy cầm tay nữa nè. Ý. Quá trời cá dậy luôn. Này các bạn, cầm tay nữa nè. Tuyệt vời chưa? Cá dậy thì nó ăn ngon hơn cá lóc các bạn, thịt nó trong hơn, với lại ăn nó bổ hơn cá lóc nha. Ý. Nó bổ cái nó dãy đành đạch nè, nó không chịu. Rồi, cho cái chai vô đặt lại tiếp. Thấy không? Có cá sặc nhỏ nhỏ đây nè. Động là mấy con kia vô tiếp. Tiếp tục. Ở điểm này có 3 cái lồng luôn các bạn, đặt gần nhau luôn. Ở đó một cái. Ở đây một cái. Đây một cái. Vô kèo các bạn ơi, bữa nay trúng mánh nè. Cá dày quá trời luôn, rồi thêm con lươn khủng nữa, lươn một ký mấy. Ê, có gùng ghìn nha. Thấy có gùng ghìn đó, không biết cá lớn hay cá nhỏ thôi. Thôi, cá sặc một bầy, ông nậu vô nè. Ủa, nó hội tụ sặc không? Đó, như vậy là làm mai mốt đi thăm là biết trước có thành quả nè các bạn. Tại vì cá sặc nó vô rồi là cá kia nó vô dữ lắm. Tiếp tục luôn. Nơi được lương khủng lắm rồi các bạn ơi. Còn lại sao kệ bà nữa.
Y dính con cá dày nó chết sình nè các bạn ơi. Nè, con cá dày nữa nè. Ôi, gố một bảy cá sạch nữa. Dính con cá lóc cứng nữa. Nè, thêm cá dày chết sình nữa. Chà, rồi qua bên kia luôn. Lấy cái chai cho bên kia. Quá dữ rồi. Cái này chín quá. Này cá tạm được quá. Này ngon nè. Hôm qua nhét đỏ dưới đây nè. Ồ, cái nào nhét ở đâu đâu à? Không nhớ rồi. Đây, 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 đây. Thấy không? Dính gì không? Ồ, gô cá sặc nữa nè. Một bầy. Đó chưa các bạn. Rồi, để Cường đi tiếp luôn các bạn ơi. Để chai vô đi tiếp. Này trúng lắm à. Cá dày, lương khủng. Tuyệt vời, tuyệt vời. Trời trời. Dính gắn lại chết. Gắn lại rồi nó bị kẹt chết rồi nè. Gắn gáo nữa các bạn. Gắn lại, gắn gáo, gắn hổ mây. Có mấy tên lận. Biết còn tươi không hay là sình nè. Ý sình nè. Gờ vô cái mềm ẩm. Đã cái tay. Nó vô đây nó kẹt nó chết thôi. Chứ thật sự nếu mà nó không kẹt á là nó vẫn sống bình thường à. Cái chỗ này đặt đỡ rồi các bạn ơi. Bữa thì có điểm ngon cái mình lấy giờ từ 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 chứ không phải là mình giờ lần một không nổi. Rồi còn cái cuối cùng nữa còn tiếp tục luôn nha các bạn. Cái cuối cùng đây. Không biết có con gì không nữa. Về xuống dở mới biết thôi. Mà dưới đây nó sâu lắm. Đi không khéo là té thấy bà nội bà ngoại luôn. Thiệt là khổ quá đi mà. Cái cuối cùng là một cái gỗ cây. Đưa cái đùng cây. Vô gắn nào bự bự coi. Trời ơi là trời. Không có cái gì luôn các bạn. Có hai con cua. Hai con cua đồng. Thôi lười rồi. Bữa nay dính nhiều đủ rồi. Kệ bà đi. Khỏi bắt ra luôn. Đó. Quất còn lên ký mấy. Đó, mười mấy con cá dày nữa các bạn. Rồi để về Cường tổng kết. Rồi có gì kết thúc clip luôn nha các bạn. Kết thúc đây các bạn ơi. Thành quả hôm nay. Đây. Mình sẽ lấy đồ ra. Được con lươn nữa mà để trong nhà rồi. Đây. Giờ mình tổng kết nha. Coi được bao nhiêu cá nha. Quá trời luôn. Bữa nay trúng bánh rồi. Chảy này ra để mình lót cá mới được. Vô kèo, vô kèo. Ý, ý, ý. Đừng có đi quá cá chê ơi. Chê vàng ơi. Nè các bạn. Thành quả được nhiêu cá nè. Ở trong camera nhìn thấy nhỏ nha các bạn. Chứ ngoài bự lắm nha. Đó, đây nè, ngon chưa, đồ đồng. Đây là cá đen nè các bạn. Người ta gọi là cá đen, tức là cá đồng á. Đó, các bạn thấy nó không bao giờ sáng, giờ trắng nha các bạn. Cá đen ta gọi là cá đồng đó. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đâu, 2 cá chê. 2, 4, 6, 7 con cá dày. Ồ, cá dày này nó bự nữa các bạn ơi. Ngon chưa, ngon chưa. Hồi hồi, hình như đâu có lóc đồng là 150 ký. Còn cái này 180, cá dày tới 180 ký lần á. Ủa cái dày ngon ghê luôn các bạn. Đó, ăn xong hết đây. Giờ cho hàng xóm ăn nha các bạn. 2 cá chê vàng. Đó, 2, 4, 6, 7. 7 con cá dày, có con này nhỏ nhất nè. Nhỏ, nó nhỏ vậy thôi chứ cũng hai ngón tay á. Ăn được đấy các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Thì đến đây Cường cũng xin tạm dừng clip tại đây. Nếu các bạn thấy video của Cường hay, nhớ cho Cường một like, một đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Để Cường có động lực để ra tiếp tục những video mới hay nhất. Rồi, thì hôm nay chúng đậm nhất là lúc là dính con lươn các bạn. Con lươn quá khủng từ trước đến nay. Cường chưa bao giờ. Nói thẳng ra là run người đó, run người là thiệt luôn á. Ủa con lươn gì mà nó bự. Nó bự xúc phạm con lươn nhỏ luôn các bạn. Ghê thiệt luôn. Con lươn 1.3 trời. Thiệt thì đồng ý mọi người thì cũng đã từng bắt được con lươn ở ký gửi, ký 7 hoặc là 2 ký thì Cường đồng ý nhưng mà nó rất là số ít các bạn. Nhưng mà đối với Cường săn bắt á thì con đó là bự nhất. Lúc Cường săn bắt nha các bạn. Đây, mới cái dày đây các bạn. Nó nhảy hoài trời.
Mày thích nhảy không? Tôi nhảy với mày bây giờ. Đấy các bạn. Yeah, ok. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Hẹn các bạn ở clip tiếp theo luôn nha, bye bye.